đồ cơm con đi ạ. Mày làm cái gì đấy ạ? Cái loại đàn bà không biết đẻ mà, thì ăn cơm làm gì cho nó tốn cơm tốn gạo ra. Đổ cơm cho con chó nó ăn ý, nó còn biết trông nhà. Chứ còn cái loại đàn bà câu điếc ý mà, thì ăn cơm cho nó tốn cơm ra. Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ bình tĩnh nói chuyện xem nào. Cái loại đàn bà không biết đẻ mà, tao đánh cho ấy là đúng rồi còn gì nữa. Đấy, vợ chồng mày ấy thì ngồi đây ăn cơm ngon lành, còn tao đi ra ngoài đường kia kìa, người ta chửi vào mặt tao ấy. Hai vợ chồng cưới nhau 3-4 năm rồi mà tao không dám vác mặt về quê vì con đứa con dâu không biết đẻ. Đấy mày xem, thằng Phương nó ở quê ấy, nó mới cưới có 3 năm mà nó có hai thằng con trai kia kìa. Đây, nó phải như thế chứ. Con cái là lộc của trời cho, vội làm sao được ạ? Thế hóa ra là nhà tôi vô phúc, cho nên là mãi tôi mới không có cháu bé đúng không? Nhà tôi ý, có phúc lắm, cho nên là mới có đứa con dâu như chị đấy. Mẹ, chuyện sinh con làm sao một mình con quyết định được ạ? Mẹ nhìn chồng con ý. Để anh, mẹ, chuyện con cháu thì mẹ cứ để hai vợ chồng con tự nhiên. Nhìn cái mặt cô ấy là tôi muốn điên lên. Bực cả mình. Còn ăn cái gì nữa? Anh không thấy à? Mẹ của anh đổ hết lỗi đầu tôi đây này. Mẹ của anh làm sao mà biết được là tôi muốn con như thế nào? Thế nhưng mà con trai của bà ấy đến động vào người còn không cho. Nói gì là đẻ. Làm gì đấy? Ủa, vợ anh có làm cái gì đâu. Bảo gần gũi vợ thì không gần gũi, xong rồi đi ra đây tự giải quyết một mình à? Không, anh có giải quyết một mình đâu mà. Em cứ nói thế. Mà anh bị em sao đấy? Để em xem nào. Không. Em đừng xem, anh ngại. Vợ chồng với nhau ngại cái gì mà ngại, đưa em xem nào. Thôi. Tránh ra, anh đã bảo rồi. Ơ này. Nhưng mà để xem trứng khôn hơn hay vịt khôn hơn nhá. Mẹ làm gì thế hả? Mẹ có làm gì đâu. Mẹ cố tình chọc bao cao su một con ấy à? Tao mà không làm như này, bao giờ tao mới có cháu hả? Bọn con sẽ có cháu, thế nhưng mà không phải là bây giờ ạ. Con đã nói với mẹ rồi, con đang kế hoạch mà. Với cả là bọn con đi làm suốt, đi làm về đã mệt rã cả người ra rồi, sinh gì nữa ạ? Chúng mày chưa muốn có con, nhưng tao muốn có cháu. Tao sắp đi gặp ông bà ông vải đến nơi rồi, bao giờ tao mới có cháu bé hả? Thế mẹ có thể chờ bọn con thêm một thời gian nữa được không ạ? Bọn con cũng muốn là có kinh tế ổn định nhất thì mới sinh cháu ạ. Thế cô thử nói cho tôi xem, bao giờ thì kinh tế mới ổn định? Tôi nói cho cô biết nhá, ngày xưa ấy, tôi nuôi mấy đứa liền, anh em nhìn thằng Phúc ấy, bây giờ chúng nó vẫn thành đạt thế thôi, có làm sao đâu. Mà bây giờ cô cứ viện cớ nọ, viện cớ kia, chắc là không muốn đẻ thì nói như thế chứ gì. Mẹ, làm sao mà so sánh như thế được ạ? Bây giờ đẻ con mình ra, ai mà chẳng muốn là có điều kiện tốt nhất để lo cho con. Làm sao mà nhìn con thua thiệt với các bạn khác được ạ? Thôi, không phải nói nhiều. Tôi cho chị hết năm nay, nếu mà không đẻ được con ấy thì đi ra khỏi nhà tôi, để tôi tìm người khác về đẻ thay. Nhà này ấy cần con dâu về để đẻ, chứ không phải để ở về đây ở cho nó vui. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi ạ. Sao mẹ khóa cửa này, con đi làm sao được? Đi vào đây. Mẹ ơi, con sắp đi làm rồi, mẹ làm cái gì đấy? Làm cái gì mà làm, đi vào trong cho mẹ. Thổi đi. Con không vào trong đâu, con sắp đi làm rồi, sao làm chuyện này được? Chuyện này làm cũng làm mà chả được. Đi vào trong. Thôi, con xin mẹ đấy. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Ai lại làm như này bao giờ? Mẹ ơi. Mẹ mở cửa cho con đi vào, chúng con còn phải đi làm nữa. Không ai làm như này cả, mẹ ơi. Chị bảo ấy, chị không có thời gian thì hôm nay ở nhà mà làm nhá. Bao giờ ấy có cháu thì tôi mở cửa. Mẹ ơi. Anh ơi. Hả? Đằng nào mẹ cũng tạo điều kiện cho vợ chồng mình rồi. Hay là... Này, anh bảo hôm nay không được đâu. Thái độ của anh là như nào đấy? Mấy tháng nay anh toàn né tránh em thôi nhá. Đánh hết yêu em rồi đúng không? Hay là anh có người phụ nữ khác bên ngoài? Không. Sao lúc nào em cũng làm quá mọi chuyện lên chỉ vì những cái suy nghĩ vớ vẩn linh tinh của em thế nhở? Anh thì làm gì có thời gian mà ngoại tình? Thế anh lấy tôi về chỉ là bức bình phong cho giới tính của anh thôi ạ? Ôi giời, khổ quá. Hết mẹ nói như này thì em nói như kia. Sao đàn bà các em chỉ nghĩ nông cạn đấy hả? Anh là trai thẳng được chưa? Thế anh giải thích đi. Tại sao anh không cho tôi gần gũi anh? Anh nói với tôi ấy là anh không muốn sinh con luôn. Ok, tôi đồng ý. Nhưng mà anh phải để cho tôi làm phụ nữ chứ.
mẹ anh có thể mắng tôi thì tôi có thể nhẫn nhịn được là cái việc mà tôi không sinh con. Thế nhưng mà tôi không thể nào mà chịu được cái sự vô tâm của anh dành cho tôi. Anh bảo này, anh biết là em cũng đang nghĩ, nhưng mà thôi, bây giờ anh chưa sẵn sàng, hay là để hôm khác nhá. Anh hứa là để hôm khác anh sẽ bù cho em nhá. Thôi đi làm đây nhá. Lại, không được, anh phải nói. Anh cần tôi, nào, Vi ơi, Vi, anh. Anh sẽ bảo là không được rồi. Anh bị sùi màu gà. Nếu như mà ngày hôm nay tôi không phát điện, anh định giấu tôi đến khi nào hả? Hả? Không, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Chẳng qua là anh ngứa này là anh mới... Anh ngứa? Thế anh nghĩ tôi là trẻ con à hả? Mà tôi tin mấy cái lời anh nói. Anh có biết là cái bệnh đấy nó chỉ lây qua đường tình dục thôi không? Anh ngủ với con nào hả? Bây giờ anh không biết giải thích thế nào để cho em hiểu cả. Nhưng mà anh chê tôi, anh chê tôi, anh không gần gũi với tôi. Anh đi ăn nằm với con khác, xong bây giờ anh mang mệnh lên lưới như thế này à? Hả? Anh không làm như thế. Nhưng mà anh nghĩ đi, nếu như mà ngày hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích rõ ràng ấy, thì tôi sẽ cho mẹ của anh biết là thằng con trai cưng của mẹ đã sống tồi tệ như thế nào. Được rồi. Anh nói sự thật là... Mẹ ơi, mẹ làm cái gì đấy? Con đang đi làm, mẹ kéo con đến nhà nghỉ làm gì? Vào với con, mẹ sắp xếp hết cả rồi. Sắp xếp á? Mẹ nói gì cũng chả hiểu gì cả. Tại vì con Vi ấy, nó không chịu sinh con cho con. Mẹ sắp xếp hết cả rồi. Bây giờ chỉ cần con vào trong đấy thể hiện bản lĩnh đàn ông, thế là thành công. Thế nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì? Mẹ sắp xếp xong hết cả rồi. Con bé nó mới 20 tuổi thôi, là con của bạn mẹ. Nó ngoan hiền và xinh lắm. Đi, vào đi, đừng để em nó chờ. Mẹ này, thế con vào nhé. Ừ. Ôi dồi ôi, thế là mình sắp có cháu bé rồi. Sau hôm đấy, một vài hôm thì anh bị bệnh. Nhưng mà em ơi, anh nói thật là chỉ có đúng một hôm đấy thôi. Chỉ đúng một hôm đấy là anh chót dại thôi. Chứ còn thật ra là anh không có ý định lừa dối em đâu. Y bộ, tại sao? Tại sao anh đối xử với tôi như thế hả? Anh quá đáng với tôi đấy, anh quá đáng với cái sự nhẫn nhịn của tôi à? Anh xin lỗi em, bây giờ anh hối hận rồi. Mẹ đi ra đi. Nào, hai đứa chúng mày xong chưa? Mẹ có biết không, con trai của mẹ bị bệnh xui màu gà đấy. Mẹ có biết nguyên nhân từ đâu mà ra không hả? Cái gì? Làm sao mà bị cái bệnh đi được? Là do mẹ muốn có cháu đấy. Này, muốn có cháu ấy thì liên quan gì đến cái bệnh này hả? À, hay là cô bị bệnh rồi cô đổ bệnh cho con trai thôi chứ gì? Sao chuyện gì xấu cũng là con làm hết á? Còn anh nữa, sao anh im lặng thế hả? Anh để mặc mẹ anh đổ hết lỗi lên đầu tôi như thế à? Anh biết như thế nào đúng như nào sai cơ mà. Anh nói gì đi chứ? Tại vì cô không đẻ được, cho nên là tất cả những tội lỗi là cô phải chịu. Nghe cho kỹ đây này. Con trai của mẹ bị bệnh là do mẹ dẫn đi nhà nghỉ ngủ với đứa con gái mà mẹ nghĩ là có thể sinh cháu cho mẹ đấy. Trời ơi, Phúc, sao lại như thế được hả? Tất cả chuyện này là tại mẹ đấy. Nếu như mà mẹ không dắt con đến gặp con bé đấy ấy, thì làm gì có chuyện như này. Không được thể nào. Thôi, ba mày một lời luôn nhá. Tiện cũng nói đây này. Con rất muốn có con, thế nhưng mà con trai của mẹ không muốn có. Con tôn trọng ý kiến của chồng con có thể chịu được mẹ chửi con, mẹ chì chiết con và những cái ánh mắt xăm soi của mẹ dành cho con ấy. Thậm chí là mẹ nói con là con hứa không biết đẻ đi chăng nữa ấy. Thế nhưng mà con là con người, chứ không phải là con trâu con bò. Mặc cho mẹ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Trong khi ấy, con là con dâu của mẹ, mà mẹ vẫn ngang nhiên mẹ dẫn chồng của con đi ngoại tình, ngủ với đứa con gái khác để có cháu cho mẹ á. Con không thể nào con chịu được sự sỉ nhục như thế này mẹ ạ. Còn anh nữa, trong mắt tôi bây giờ ấy, anh cũng chỉ là một món đồ chơi cũ vứt đi thôi. Ly hôn đi. Tôi không thể nào mà sống bên cạnh một người chồng nhu nhược, mặc để cho mẹ điều khiển như một cái máy ấy. Bảo gì làm đấy, nói gì nghe đấy. Tốt nhất là giải thoát được nhau đi. Vì anh xin lỗi em, tha lỗi cho anh lần này đi mà. Anh thật sự chỉ yêu một mình em thôi mà. Anh sẽ không làm như thế đâu Phi. Yêu á? Đấy không phải là yêu, đấy là sự chiếm hữu, anh hiểu không ạ? Tôi ghê tởm hai mẹ con các người. Vi ơi. Ui dồi ôi, cái thằng này. Mày thấy nhục mặt chưa hả? Tao đã làm đủ mọi cách rồi mà sao mà mày vẫn để cái đổ cái bệnh đấy hả? Bây giờ là con dâu nó chửi lên mặt tao đây, nhục quá là nhục. Tất cả mọi chuyện cũng tại mẹ đây. Bây giờ con vừa ngứa vừa nhục tại mẹ đây.